Chúng mình cùng bắt đầu từ phần thứ nhất. Phần cô hướng dẫn các con đó là phần quan sát và sắp xếp kết quả quan sát. Để nắm được phần quan sát này, cô muốn các con sẽ cùng làm quen với những bài văn của những tác giả nổi tiếng đã quan sát và miêu tả rất thành công các loại cây. Chúng mình cùng đến với phần thứ nhất. Yêu cầu của bài đầu tiên là đọc bài văn và thực hiện theo yêu cầu sau. Chúng mình sẽ cùng đến với phần cây được miêu tả đầu tiên trong phần mà cô muốn giới thiệu với các con để học tập về quan sát. Đó chính là cây sầu riêng. Nào, chúng ta sẽ xem tác giả Mai Văn Tạo đã miêu tả cây sầu riêng như thế nào. Sầu riêng được coi là một loại cây ăn trái. Tất nhiên, nó sẽ được tập trung miêu tả vào trái sầu riêng. Tuy nhiên, tác giả làm thế nào để tái hiện được về cây sầu riêng? Chúng mình cùng theo dõi phần bài đọc nhé. Các con nghe cô đọc bài văn nhé. Sầu riêng. Sầu riêng là loại trái cây quý của miền Nam. Hương vị của nó hết sức đặc biệt. Mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi. Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín, quện với hương bưởi. Béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn. Hương vị quyến rũ đến kỳ lạ. Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm, gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm màu tím ngắt, cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy, li ti giữa những cánh hoa.